Ba ngày đại lộc cúng Tết Thanh Minh, bể trên ưng ý, tổ tiên ban lộc. Từ nay đến cuối năm 2024, bình an, phát tài giàu có. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết ấy, Tết Thanh Minh là cái ngày lễ quan trọng của người Việt để tưởng nhớ đến tổ tiên. Vào cái ngày này thì người xa xưa, đặc biệt là những người xa quê ấy, thì đều cố gắng sắp xếp thời gian để về tảo mộ tổ tiên, để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, sự hiếu thuận của mình với cái đấng bề trên cũng như là những người sinh ra mình. Vậy thì một cái điều câu hỏi đặt ra là Tết Thanh Minh năm 2024 thì nó diễn ra vào ngày nào? Thưa quý vị, nói chung ấy, Tết Thanh Minh thông thường nó được diễn ra vào trong khoảng thời gian cố định và bắt đầu từ ngày mùng 4 hoặc là mùng 5 tháng 4. Sau khi kết thúc Tết Thanh Minh thì nó rơi vào ngày 19 ngày 20. Đó. Tết Thanh Minh năm 2024 nó Giáp Thìn sẽ rơi vào từ ngày 26 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đó. Vào cái ngày lễ này thì con cháu thường tụ họp về thăm mộ ông bà tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp và bày biện mâm cơm cúng tươm tất dâng lên tổ tiên, cầu mong được sự phù hộ độ trì cho các thành viên trong gia đình được bình an khỏe mạnh. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng cái lễ Tết Thanh Minh. Đã. Lễ Tết Thanh Minh nó diễn ra trong khoảng 15 ngày, từ ngày 26 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch. Đó. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ gì cúng Thanh Minh vào cái ngày nào và giờ nào để được gì giàu sang phú quý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì đầu tiên trước khi bước vào cái phần tìm hiểu về cái ngày giờ tốt để chúng ta cúng cái Tết Thanh Minh thì chúng ta cũng biết ấy, cái Tết Thanh Minh nó là cái tiết thứ 5 trong 24 tiết khí được lập lịch theo cái quan niệm của các quốc gia phương Đông, bắt đầu từ ngày lập xuân đến xong 45 ngày sau là Đông Chí là 105 ngày. Thanh Minh nó trong nghĩa đen ấy có nghĩa là gì? Khí trời mát mẻ quang đãng. Tiết Thanh Minh kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày và ngày đầu tiên thì được gọi là Tết Thanh Minh. Chúng ta cùng xét về ý nghĩa của Tết Thanh Minh. Đó. Thưa quý vị, theo truyền thống của người Việt thì Tết Thanh Minh là một ngày mà con cháu tưởng nhớ về nguồn cội của tổ tiên. Dù đi làm xa thì vào cái ngày này cũng về tụ họp để tảo mộ, quây quần, làm cái mâm cỗ cúng tươm tất để thể hiện cái lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Khi tảo mộ thì người dân thường sửa sang, quét dọn mộ phần của gia đình và những cái nấm mồ vô chủ hoặc là những cái mộ phần ít người viếng thăm. Mọi người cũng sẽ thắp cho mỗi một ngôi mộ xung quanh một nén hương để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Thì ngoài ra, ngày lễ này còn dạy con cháu biết kính trọng, yêu thương, thể hiện cái tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ khi mà còn sống, làm trọn cái đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp mà tổ tiên đã dạy dỗ chúng ta. Tiếp theo là gì? Trong ngày Tết Thanh Minh thì chúng ta thường làm những việc gì? Quý vị thân mến, ngày Tết Thanh Minh thì người dân Việt Nam thường có cái tục lệ đi tảo mộ ông bà tổ tiên, con cháu đến nghĩa trang, đến nghĩa địa để sửa sang, dọn dẹp mộ phần, chuẩn bị cái lễ vật và thắp hương cho mộ phần. Sau khi tảo mộ xong thì con cháu về dâng mâm cơm cúng ra tiên để chuẩn bị sẵn trước đó, cùng sum vầy trò chuyện và ăn uống bên nhau để gắn kết cái tình cảm gia đình. Nói chung ấy, trong cái mâm lễ cúng Thanh Minh thì thường có những cái lễ vật sau. Quý vị thân mến, thì tùy theo cái phong tục của từng địa phương mà cái mâm cúng Tết Thanh Minh cũng sẽ có sự chuẩn bị khác nhau, nhưng mà chủ yếu vẫn là một mâm cơm để dâng lên ông bà tổ tiên. Cái lễ vật cúng Tết Thanh Minh thường bao gồm có xôi, gà, cơm canh măng, miến xào, chầu cau, hoa quả, tiền vàng, hương hoa, đèn cầy, vân vân. Tùy theo cái phong tục tập quán của địa phương mà quý vị cũng sẽ có những cái lễ vật khác nhau nhé. Còn sau đây là cái cách cúng ở ngoài mộ cũng như là ở trong nhà. Thưa quý vị, đầu tiên là cách cúng ở ngoài mộ.
Sau khi tảo mộ xong thì gia chủ bắt đầu sắp xếp đồ lễ cúng, hoa quả và tiền vàng được đặt chung. Những cái lễ vật mặn thì đặt riêng, sau đó gia chủ thắp nhang. Đấy. Quý vị có thể thắp một hoặc ba nén nhang và vái ba lần để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với thổ công. Tiếp đó là mời gia tiên và bắt đầu đọc cái bài văn khấn tiết thanh minh. Thì cái bài văn khấn đã được Tử Thông chia sẻ ở trong những video trước đó, thì quý vị có thể theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông để được cập nhật những cái bài văn khấn mới nhất. Đấy. Hoặc là quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thơ để gì chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn thanh minh đó. Giúp cho quý vị gì cầu gì được đấy nhá. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh những quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Trong này có 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp ngày rằm ngày mùng 1 nhé. Thưa quý vị, sau khi mà thắp hương xong ấy, mà trong cái lúc chờ đến lúc hương tàn thì gia chủ cùng các thành viên có thể ra cái khu mộ để thắp hương và xin phép được dọn dẹp. Khi một tuần hương được 2/3 thì gia chủ có thể làm lễ tạ hóa vàng mã và xin lộc rồi ra về. Tiếp theo là cách cúng tại nhà. Thì trước khi cúng, gia chủ cũng cần dọn dẹp nhà cửa đấy, và dọn dẹp bàn thờ tổ tiên một cách sạch sẽ, sắp xếp đồ cúng ngăn nắp. Bên cạnh đó, quý vị cũng sẽ sử dụng một cái nước lau dọn bàn thờ nhất tâm hương để mà lau dọn bàn thờ. Khi mà lau dọn bàn thờ, quý vị phải dùng khăn sạch, khăn mới nhé. Thì khăn sạch này cũng được đi kèm với cái chai nước nhất tâm hương đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương lau dọn bàn thờ được thơm tho sạch sẽ để cúng ông bà tổ tiên được trang trọng và linh thiêng hơn đó. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta chuẩn bị mâm cỗ để sẵn sàng cúng khi mà cúng thanh minh ở ngoài mộ về. Khi cúng thì gia chủ thắp hương khấn vái tương tự như là cái tục cúng khác. Quý vị nên thành tâm và thể hiện cái lòng thành kính của mình với tổ tiên. Trước khi đi vào những cái ngày tốt đẹp để chúng ta tiến hành cái nghi lễ cúng Tết Thanh Minh ấy, thì Tử Thông cũng chia sẻ cùng quý vị một chút về những cái lưu ý trong ngày Tết Thanh Minh. Thưa quý vị, khi mà đi tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh thì quý vị cũng cần phải lưu ý một số cái vấn đề sau đây. Trước khi dọn dẹp mộ phần thì quý vị nên thắp hương khấn vái gia tiên để xin phép phát quang cỏ rậm, bồi đắp thêm vào đất đó, trồng thêm các cây xanh tươi hoặc là quét dọn cái khu vực xung quanh thật sạch sẽ, tránh dẫm đạp lên mộ hay là đá những đồ cúng của người khác khi mà đi qua mộ phần. Phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ đang trong cái thời kỳ kinh nguyệt ấy, thì hoặc là những người bị phong hàn thấp khớp thì không nên đi tảo mộ trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong khi mà chúng ta tảo mộ, quý vị cũng nên hạn chế chụp ảnh, quay video tại khu vực nghĩa trang. Một cái điều kiêng kỵ nữa là quý vị cũng không nên nói chuyện lớn hoặc là la hét, cười đùa hay là bàn tán chỉ trỏ người này người khác khi mà đi tảo mộ để thể hiện cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Tiếp theo chương trình, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để cho quý vị tiến hành cái công việc là thắp hương, tảo mộ cái ngày Tết Thanh Minh. Vậy thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái Tết Thanh Minh năm 2024 năm Giáp Thìn nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch năm 2024, tức là nó sẽ rơi vào ngày 26 tháng 2 âm lịch là ngày Mậu Tuất. Đến ngày 18 tháng 4 dương lịch năm 2024, tức là nó sẽ rơi vào ngày Nhâm Tý. Và để tìm ra những ngày tốt để tiến hành cái công việc là thắp hương khấn vái trong cái dịp Tết Thanh Minh ấy, thì quý vị sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc là thắp hương trong ngày Tết Thanh Minh được suôn sẻ, may mắn và bình an. Quý vị hãy mở trang 164 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư đấy, để gì chuẩn bị cho mình những cái ngày tốt nhất. Thưa quý vị, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Quyển này là quyển sách dùng trọn đời, quý vị chỉ cần có một cái tập lịch đấy là quý vị có thể xem được mọi ngày tốt đến gì tất cả các năm trong đời đó. Thưa quý vị, thì chúng ta biết cái ngày Tết Thanh Minh
nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 4 dương lịch, tức là ngày 26 tháng 2 là ngày Mậu Tuất đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ xem từ ngày 26 tháng 2 ngày Mậu Tuất đến ngày mùng 10 tháng 3 ngày Nhâm Tý thì chúng ta sẽ có những ngày tốt nào nhé. Ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày Mậu Tuất. Ngày Mậu Tuất tức là ngày 26 tháng 2 thì chư thần tại thiên Hồng Ngọc Hoàng Thượng Đế làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ. Nếu mà ai làm lễ cầu thọ, tế tạ, thượng biểu trương, chiêu hồn thì rất là tốt. Nên đây là một ngày tuyệt vời để quý vị tiến hành công việc là cúng Tết Thanh Minh. Và đây cũng là cái ngày đầu tiên của Tết Thanh Minh nhé. Vậy nên là quý vị có thể là tận dụng cái cơ hội này để tiến hành cúng Tết Thanh Minh cho được thuận lợi và may mắn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngày 27 là ngày Kỷ Hợi đúng không ạ? Ngày 28 tháng 2 là ngày Canh Tý và ngày 29 tháng 2 là ngày Tân Sửu. Thì trong 3 ngày này chư thần tại thiên nếu mà cầu phúc tế tự thì bị bệnh tật và tai vạ xấu. Đó, đây là một ngày xấu nhé, quý vị không nên dùng. Tiếp theo chúng ta còn xét ngày 29 tháng 2 là ngày Nhâm Dần đúng không ạ? Ngày 29 tháng 2 là ngày Nhâm Dần thì nó là một ngày không tốt đó. Tiếp theo chúng ta còn xét ngày 30 tháng 2 là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần ấy và ngày mùng 1 tháng 3 đó là ngày Quý Mão. Thì hai ngày Nhâm Dần và ngày Quý Mão thì chư thần hội họp để ký sớ, ai làm lễ cầu phúc thì cũng rất là tốt. Vậy nên chúng ta có thể tiến hành cái ngày mà cúng Tết Thanh Minh vào cái ngày 30 tháng 2 Nhâm Dần và ngày mùng 1 tháng 3 ngày Quý Mão nhé. Đó. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày mùng 2 tháng 3 là ngày Giáp Thìn. Ngày Giáp Thìn thì chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc thì cũng rất là tốt. Nhưng ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch thì cũng là một cái ngày tốt để chúng ta cúng Tết Thanh Minh. Tiếp đến là cái ngày mùng 3 tháng 3 là ngày Ất Tỵ. Thì trong cái ngày Ất Tỵ thì chư thần tại nhân gian địa phủ cầu phúc tế tự lễ bái thì cũng rất là tốt. Đó, như vậy ngày mùng 3 tháng 3 cũng là một ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh. Nhưng mà ngày mùng 3 tháng 3 thì nó rơi vào ngày Tam Nương và nó cũng là một cái ngày lễ gọi là cái Tết hẳn thực ấy. Vậy nên quý vị cũng có thể tranh thủ cái ngày này để cúng hai cái lễ cùng một lúc được. Tiếp theo là đến ngày mùng 4 tháng 3. Ngày mùng 4 tháng 3 nó là ngày Bính Ngọ. Thì chư thần ở trên trời không có ở nhân gian địa phủ. Nếu mà làm lễ bái cầu phúc thì rất là xấu. Vậy nên quý vị làm gì làm nhé, tránh ngày mùng 4 tháng 3 ra nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét ngày mùng 5 tháng 3 là ngày Đinh Mùi. Cái ngày Đinh Mùi thì chư thần tại địa phủ nếu mà cầu phúc lễ bái biểu trương đấy, thì cũng rất là tốt. Vậy nên là gì? Đây cũng là một ngày tốt. Quý vị nhớ nhé, ngày mùng 5 tháng 3 là ngày tốt. Tiếp theo chúng ta xét ngày mùng 6 tháng 3 là ngày Mậu Thân. Ngày Mậu Thân thì chư thần ở trên trời không có ở nhân gian địa phủ. Nếu mà làm lễ bái thì bị sát sư tổn gia trưởng, không tốt, là một ngày xấu. Tiếp theo chúng ta xét ngày mùng 7 tháng 3 là ngày Kỷ Dậu. Thì ngày Kỷ Dậu trên thượng giới có lệnh đại ân xá, nếu làm lễ bái tế tự tiến điền là rất tốt. Đó. Như vậy ngày mùng 7 tháng 3 cũng là một ngày tốt nhé. Tiếp theo ngày mùng 8 tháng 3 là ngày Canh Tuất. Ngày mùng 9 tháng 3 là ngày Tân Hợi. Thì hai cái ngày Canh Tuất và ngày Tân Hợi thì chư thần tại thiên nếu làm lễ bái thì tạm tốt, còn biểu trương thì lại gì? Xấu. Đấy, rất xấu, quý vị không nên dùng. Hai cái ngày Mậu Tuất và Kỷ Hợi đúng không ạ? Tiếp theo cuối cùng là ngày mùng 10 tháng 3 là ngày Nhâm Tý. Ngày Nhâm Tý thì lễ bái xấu vì các thần đều ở trên thiên cung nên là gì? Không dùng được. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị những cái ngày tốt nhất để quý vị tiến hành cúng cái lễ Tết Thanh Minh. Đó. Thì sau đây Tử Thông sẽ tổng hợp quý vị theo dõi trên bảng nhé. Đây là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh. Ngày tốt đầu tiên là ngày 26 tháng 2 âm lịch là ngày Mậu Tuất. Ngày tốt thứ hai là ngày 30 tháng 2 là ngày Nhâm Dần. Ngày tốt thứ ba là ngày mùng 1 tháng 3 là ngày Quý Mão. Ngày tốt thứ tư là ngày mùng 2 tháng 3 là ngày Giáp Thìn. Ngày tốt thứ năm là ngày mùng 3 tháng 3 là ngày Ất Tỵ. Ngày tốt thứ sáu là ngày mùng 5 tháng 3 là ngày Đinh Mùi. Và ngày tốt thứ bảy là ngày mùng 7 tháng 3 là ngày Kỷ Dậu. Đó là 7 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh của năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì quý vị cứ theo dõi trên bảng nhé. Đây là 7 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng Tết Thanh Minh được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Đó.
Thì ngoài ra để tìm ra những giờ tốt trong ngày thì quý vị hãy mở cái trang 127. Ở trang 127 sẽ là những cái cách chọn ra giờ tốt. Thì quý vị sẽ dựa vào quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư này để tìm ra cho mình những cái giờ tốt để cúng Tết Thanh Minh cho được thuận lợi và may mắn nhé. À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình ra những ngày tốt giờ tốt để quý vị tiến hành xem mọi việc cho được thuận lợi may mắn. Từ công việc động thổ xây nhà, cưới hỏi, ma chay, đến lễ an táng, nhập trạch v.v. thì đều có hết trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị chỉ việc tra bảng và có một cái quyển lịch thì sẽ tra được tất cả những ngày tốt trong tháng. Đó. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh. Ở trong cái thời gian từ nay đến Tết Thanh Minh thì chúng ta sẽ có 7 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng Tết Thanh Minh. Đó là những ngày tốt sau. 1 là ngày 26 tháng 2, ngày Mậu Tuất. 2 là ngày 30 tháng 2, ngày Nhâm Dần. Ngày tốt thứ 3 là ngày mùng 1 tháng 3, ngày Quý Mão. Ngày tốt thứ 4 là ngày mùng 2 tháng 3, ngày Giáp Thìn. Ngày tốt thứ 5 là ngày mùng 5 tháng 3, là ngày Ất Tỵ. Ngày tốt thứ 6 là ngày mùng 5 tháng 3, là ngày Đinh Mùi. Ngày tốt thứ 7 là ngày mùng 7 tháng 3, là ngày Kỷ Dậu. Đó là những ngày đại cát đại lợi, cúng Tết Thanh Minh vào những ngày này dễ được giàu sang phú quý. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Ba đời không hết nghèo đói vì bàn thờ đặt năm thứ này dễ đắc tội với thần linh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, theo phong tục tập quán của người phương Đông nói chung cũng như là của người Việt Nam nói riêng thì thờ cúng là một nét đẹp văn hóa tiêu biểu. Tuy nhiên, bên cạnh cái ý nghĩa tâm linh cao đẹp thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến khía cạnh phong thủy học mà cái tập tục này chứa đựng. Đối với tập tục thờ quan thần linh, phong thủy học cũng quan niệm rằng những đồ dâng cúng lên ban thờ đều phải là đồ thật, đẹp đẽ, trang nghiêm thì mới có thể xin người ở trên ban cho may mắn và phúc lộc. Vậy thì đâu là những cái đồ vật cấm kỵ không được bày lên trên ban thờ quan thần linh? Câu trả lời sẽ có ngay trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bàn thờ đặt thứ này đắc tội với thần linh. Không đặt những thứ này ở trên ban thờ thần linh gia tiên để tránh phạm những cái lỗi phong thủy đắc tội với thần linh. Một là đồ giả. Theo quan niệm của người xưa thì bày đồ giả như là hoa giả, quả giả, tiền giả lên ban thờ sẽ mang tội bất kính với ông bà tổ tiên, với thần linh gia tiên. Dù đây được cho là những cái món đồ trang trí và được khá nhiều người yêu thích khi mà bày trên ban thờ vì cái tính thẩm mỹ và cái tính kinh tế. Không những thế, nó còn thể hiện cái thái độ không thành tâm, sự hời hợt. Bởi đồ giả được làm bằng nhựa, tuy đẹp và bày được lâu nhưng lại làm giảm bớt cái công sức dọn dẹp. Điều này là tối kỵ với bàn thờ ông bà tổ tiên. Những đồ thờ dâng lên ban thờ đều phải là đồ thật, đẹp và trang nghiêm thì mới có thể xin những người trên ban cho may mắn và phúc lộc. Do đó, thay vì mua toàn những đồ giả đặt lên ban thờ, các bạn hãy mua hoa quả tươi hàng ngày và thường xuyên dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ và thơm tho. Có như vậy thì mới thể hiện được cái tấm lòng thành kính. Khi đó thì phúc lộc và tài vận thì mới được lâu dài. Thứ hai là giấy tiền và vàng mã. Với quan niệm là trần sao âm vậy thì người Việt luôn sắm sửa những lễ lạc từ tivi, mũ, giấy đến nhà lầu, xe hơi v.v. đến quần áo cho các bậc thần linh gia tiên nhà mình. Đốt vàng mã và thờ cúng tổ tiên là thì phải biết cách, bằng không ấy sẽ chỉ làm hại cho những cái người quá cố. Nhiều nhà có thói quen là giữ lại giấy tiền vàng mà sau mỗi cái lần cúng ông bà tổ tiên để ở trên bàn thờ. Nhưng đó là một cái thói quen sai lầm. Khi cúng thì các bạn cần phải đem giấy tiền và vàng mã đi hóa ngay thì các bậc gia tiên mới có thể nhận được. Ở trong quá trình hóa vàng mã thì các bạn hãy đọc một bài khấn để ông bà tổ tiên có thể nhận được chúng. Tuyệt đối không nên để chúng quá lâu trên ban thờ, kẻo lại mất gì, mất thiêng. Khi đốt sẽ không nhận được cái sự hanh thông và không được gì tới tay của người nhận. Chính điều này sẽ làm ảnh hưởng khiến cho đường tài vận của con cháu, của những người trong gia đình bị cản trở, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại.
Cái lễ hóa vàng mã thường được thực hiện ở những cái góc sân hoặc góc vườn, những nơi sạch sẽ trước cửa nhà. Theo đó, khi mà gần hết một tuần hương thì người ta bắt đầu là gì? Tiến hành hóa vàng mã. Thưa quý vị, mỗi cái lễ hóa vàng mã đều được hóa riêng từ các bậc cao xuống theo thứ tự là gì? Thần linh trước, sau đến gia tiên sau và đến các gì? Đến các vong hồn sau nữa. Thứ ba là trên hương vòng. Một điều cấm kỵ khác mà rất nhiều người mắc phải đó là tự tiện cắm chân hương vòng vào cái bát hương trên bàn thờ. Điều này được cho là không nên, vì chỉ ở các nơi thờ tự như là đình đền miếu phủ chùa chiền ấy thì mới cho cắm que sắt vào trong bát hương để thắp hương vòng. Theo các chuyên gia tâm linh cũng cho rằng các đồ mà như kim loại như là đưa đồng, chân nến hoặc là que sắt vân vân, khi cắm vào bát hương hoặc là đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Nếu các bạn muốn đốt hương vòng thì hãy đốt bên ngoài cái bát hương, đặt lên một cái đĩa là được. Thêm nữa là đối với những ngày Tết Nguyên Đán thì các bạn nên sử dụng các loại hương đốt trong 3 ngày Tết thay cho cái hương gì, cái hương bình thường. Nhưng ngày thường thì không nên quá lạm dụng để tránh cái tài vận bị lận đận và phúc lộc bị cắt đứt. Thứ tư là không nên dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Quý vị thân mến, bát hương thì bắt buộc phải có một phần cho để giữ cho cái chân hương đứng vững. Nếu như các bạn dùng cát vào bát hương thì một thời gian sau cát sẽ đông cứng và sẽ rất khó cắm hương là điều thứ nhất. Do đó, cái lời khuyên của các chuyên gia phong thủy là nên dùng tro nếp tự đốt hoặc là tro nếp ở các cửa hàng bán. Quý vị hãy lọc sạch sẽ những cái bụi bẩn ở trong đó ra, những cái tạp chất ở trong đó ra. Phần tro này tốt nhất là tro nếp được đốt từ tro của cây dâm nếp, nếp cái hoa vàng, và đã được thì dần sàng kỹ để cho mịn và sạch, không lẫn những cái thứ tạp chất khác. Tuyệt đối không được dùng cát để thay thế cho cái phần tro này. Nếu mà có hành động này ấy, thì sẽ khiến cho ông bà tổ tiên khiển trách mà gặp nhiều cái khó khăn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Vợ chồng thì không được hòa thuận và sức khỏe thì ngày càng một suy yếu. Thứ năm là một số loại hoa. Một bình hoa hay là một lọ hoa tươi ấy, là một điều không thể thiếu trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần linh gia tiên. Tuy nhiên, không phải muốn đặt hoa gì lên đó thì cũng được. Đặc biệt là những cái loại hoa sau. Một, cúc vạn thọ. Nếu hoa cúc vàng được mọi người tin tưởng trưng bày trên ban thờ với thông điệp là tưởng nhớ đến người đã khuất, mang nhiều cái niềm tin và hy vọng về ngày mai tươi sáng, thì cái cúc vạn thọ lại có cái ý nghĩa ngược lại. Người ta không bao giờ đặt đóa cúc vạn thọ lên ban thờ, bởi đầu tiên là cái mùi của loài hoa này là khá là nồng, khó ngửi. Trong khi đó, ban thờ lại là nơi trang nghiêm, cần phải chọn những loại hoa có mùi thơm, dịu dàng và thanh khiết. Không chỉ thế, cúc vạn thọ còn là biểu tượng cho cái sự tuyệt vọng, cho nỗi buồn tủi, cho sự mất mát. Hơn nữa, nó còn đại diện cho những cái sự tàn ác và sự lạnh nhạt và ghen tuông. Ngoài ra, các cụ cũng cho rằng cúc vạn thọ là biểu tượng của những người đang rơi vào những cái mối tình tay ba hoặc là những cái mối quan hệ ngoài luồng khác. Tất cả những thứ này đều thực sự không tốt. Nếu mà đặt cúc vạn thọ lên trên ban thờ, có nghĩa là bạn đang khinh hờn với thần linh, đồng thời cũng khiến cho gia đình làm ăn thất bát, khuyên ra bại sản, làm gì thì cũng bị tan nát và thất bại. Hai là hoa phong lan. Hoa phong lan đẹp, nhẹ nhàng, thanh nhã, nhưng chính cái tên của nó, nếu mà bạn mua về để chơi thì được, nhưng mà tuyệt đối không nên đặt trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian thì chữ phong trong từ phong lan ấy biểu thị cái ý nghĩa là phong tình, phóng đãng, lăng nhăng, nên là không thích hợp để ở những cái nơi mà thờ tự ông bà tổ tiên cũng như là các vị thần linh. Ba là hoa nhài. Tuy là biểu tượng trong sạch tinh khiết, nhưng trong dân gian hoa nhài lại là loại hoa mà không đứng đắn, nên không được đem để lễ Phật thánh cũng như là gia tiên. Bốn là hoa ly. Hoa ly là một loại hoa đẹp mắt đấy. Không chỉ ngày Tết mà ngày thường ấy, thì cũng được nhiều người yêu thích và mua về cắm. Tuy nhiên, cái loại hoa này thì tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ. Bởi dù là hoa ly xinh đẹp, rực rỡ, mỹ miều là thế, nhưng nó lại có cái liên quan đến cái sự ly tán, sự chia ly. Đặt một bình hoa ly trên bàn thờ ấy, có khác nào là cầu đi cái sự ly tán, khiến cho mối quan hệ vợ chồng trở nên lục đục. Vợ chồng thì bất hòa, anh em thì hay cãi cọ và xảy ra những xích mích, đến nỗi là gì? Mỗi người một nơi. Năm, không cúng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Các nhà tâm linh cho rằng
không nên cúng loại hoa nhựa, hoa giả để dâng cúng trên bàn thờ. Tuy không mất trang nghiêm nhưng mà theo quan niệm ấy, đó là sự giả dối. Hoa cúng cũng biểu hiện tấm lòng, do đó không nên dùng lễ giả để biểu thị tấm lòng chân thật. Hiện nay, ngoài việc cúng tổ tiên thì nhiều gia đình còn lập ban thờ để cúng tế các vị thần linh như Quan Thế Âm Bồ Tát, thần thổ địa, táo công, thần tài, v.v. với niềm tin là cầu các vị thần linh, các vị thần phù hộ độ trì cho gia đình, mong ước được gia đình ấm êm và hạnh phúc, tài lộc dồi dào và đạt được những bước thăng tiến trong sự nghiệp. Cái việc cúng tế thần linh gia tiên thì không thể nào thiếu cái việc sắp xếp bài vị trên ban thờ. Có những cái vị trí là may mắn, thế nhưng bên cạnh đó thì cũng có những cái điều cấm kỵ nhất định không được phạm phải. Và trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những điều nên và không nên khi đặt bài vị thần linh. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Khi đặt bài vị thần linh nên làm những cái điều sau đây. Thứ nhất, gia tiên là chủ nhân, thần linh là khách quý. Có thể chấp nhận có chủ nhân nhưng không được gì có khách mà không có chủ. Thông thường thì người ta đặt nơi cái thờ tự ấy, thờ cúng tổ tiên trước rồi mới đến thần Phật. Ban thờ có thờ chung thần Phật và bài vị tổ tiên ấy, thì thần Phật được đặt ở bên trái, tổ tiên đặt bên phải. Nếu bài vị đặt ngược thì sẽ gây ra âm thịnh dương suy, không tốt cho phong thủy. Ở trong nhà dễ gặp chuyện thị phi, kiện tụng, bệnh tật không dứt. Thứ hai, Phật, Bồ Tát cũng như là các vị thần linh đều có những cái vị trí và cấp bậc nhất định, cần phải dựa vào cái cấp bậc để thờ cúng chứ không phải là tùy tiện. Mọi người thường nói là lập thờ thì dễ nhưng mà gì giữ lễ thì khó. Nếu như phải mời âm thầm thì lại càng khó giải quyết. Bởi vậy cần phải hiểu rõ cái mục đích cúng thần linh. Nếu như không rõ thì tốt nhất là cần phải mời người có chuyên môn để tư vấn thì cái việc đó mới gì được tốt lành và may mắn. Thứ ba, bài vị của thần linh nên đặt ở những hướng may mắn trong nhà hoặc là cái hướng may mắn của gia chủ. Như vậy sẽ được gì phù hộ may mắn. Thứ tư, bài vị của thần linh gia tiên nên đặt ở phía trước, hai bên cửa nhà chứ không nên đặt ở đằng sau. Khi đặt bài vị thần linh cũng cần tránh những cái điều sau đây. Bài vị thần linh đại kỵ ở phía trước của con đường. Bài vị nếu mà bị đường đâm thẳng vào ấy, thì sẽ dễ gây chuyện bất an, tổn hao đến cái công tài lộc, nhân đinh của cả gia đình, dễ gây những tai nạn ngoài ý muốn hoặc là bị bệnh tật nó tấn công. Bài vị thần linh khi mà đặt ở dưới xà ngang ấy, của ngôi nhà ấy, thì điều này cũng sẽ tạo áp lực lên thần Phật. Đó là một cái điều không tốt, kiêng kỵ. Nếu như đặt chung cùng ban thờ với bài vị của tổ tiên ấy, thì kỵ đặt đồ cúng của tổ tiên và thần linh riêng rẽ. Đối diện với bài vị của thần linh thì không nên đặt bể cá hoặc là hương. Ở phía trước thì không nên đặt những đồ điện tử như là loa, tivi, v.v. Đó. Trước và sau khi bài vị của thần linh thì cũng đại kỵ là với giường, với phòng ngủ, với nhà vệ sinh, phòng bếp, v.v. Hoặc là cũng không được đối diện với cửa chính. Người Việt Nam xưa cách đây 2.000 năm thì việc thờ thần mưa, thần gió, thần sấm, thần tài, v.v. thổ địa cũng được du nhập từ Trung Quốc cổ đại. Văn hóa thờ thần thì ngày xưa vẫn có, không riêng gì những người Công giáo. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tầm quan trọng của bàn thờ thần linh. Trong các cửa hàng và những nơi thường đặt ở một vị thần ấy, thì nên đặt ở phòng lớn. Thần vị lại có hai điểm cần chú ý là không được đối diện với cửa hoặc là gì đối diện với đường đi để tránh cái xung đột mang lại cái đại hung cho gia chủ. Ví dụ như là đối nghịch với tai long thì sẽ tạo ra sự suy thoái về gia vận. Vợ chồng nhân duyên thì dễ bị giận nứt. Những người gia chủ trong gia đình nam giới thì dễ mắc các bệnh nặng hoặc là gì bị hoạn nạn. Đối nghịch với nó là bên tay hổ thì trong nhà sẽ có nhiều cái sự tranh chấp nữ quyền hoặc là nam đinh thứ trong nhà dễ mắc bệnh. Vận đồ của nam giới thì cũng không được thuận lợi, nữ thì nói nhiều và tham quyền lực. Trong nhà nếu như mà bài vị tổ tiên mà cao hơn bài vị của thần linh thì cũng là xấu. Khi đó thì trong nhà dễ có người lớn dễ bị phạm thượng và bề dưới thì coi thường bề trên, tớ thì coi thường chủ, thiên địa thì bị điên đảo và nữ mạnh nam yếu. Ngày nay có rất nhiều gia đình thờ cúng tổ tiên hai bên, nhưng trên ban thờ thì nên lấy tổ tiên chính chủ làm đầu, không nên đồng thời cúng tên bài vị của cả hai họ. Nếu có sự sai lầm này thì sẽ tạo ra cái sự bất hòa, vận thế thì cũng không được hay thông, nhẹ thì gây ra những chuyện mâu thuẫn cãi vã, còn nặng thì gặp bệnh tật và khó có thể qua khỏi. Thờ cúng thần linh là một trong những cái phong tục tập quán của người Việt có từ lâu đời. Trước kia do cuộc sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên
nên người xưa lập đàn cúng tế thần linh ấy, mong được mưa thuận gió hòa, đem đến những phúc lộc, công việc được thuận lợi, gia đình thì được bình an. Do đó, cái việc đặt bàn thờ thần linh sao cho để phù hợp với phong thủy là điều quan trọng để thu hút tài lộc, thu hút cái vận may và tránh được những điều rủi ro, những điều bất chắc cho gia chủ. Thưa quý vị, như vậy trong video ngày hôm nay tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về những đại kỵ trên bàn thờ mà quý vị nên biết để tránh gặp phải những cái hung họa và thâu thu được cái tài lộc may mắn cho mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên trái hay bên phải tưởng như là rất đơn giản nhưng mà rất nhiều nhà vẫn làm sai. Thưa quý vị, lọ hoa trên bàn thờ là một trong những cái vật phẩm thờ cúng không thể thiếu, thường để dâng hoa lên cho tổ tiên, thần Phật và mang lại cái sự trang nghiêm cho bàn thờ. Chính vì cái điều đó, có nhiều gia chủ vẫn còn băn khoăn là không biết là đặt cái lọ hoa ở bên trái, bên phải, đặt bên nào là đúng để mang lại cái hạnh phúc, bình an, tài lộc cho gia đình. Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thắc mắc này. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng tổ tiên là cái truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Nó thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với cái ý nghĩa linh thiêng, những cái nguyên tắc về thờ cúng trên bàn thờ thì là cái điều mà ai cũng phải cần nắm chắc. Đấy. Thực tế có rất nhiều cái nguyên tắc cần nhớ trên bàn thờ nhưng mà không phải ai cũng nắm rõ. Một trong số đó là cái việc để lọ hoa trên bàn thờ bên nào, bên trái hay là bên phải. Một, tại sao phải đặt lọ hoa trên bàn thờ? Bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng, là nơi kết nối giữa ông bà, tổ tiên ở cõi linh thiêng với con cháu ở dương gian. Vì vậy mà không chỉ cái việc chuẩn bị cái đồ thờ cúng mà cách bày đặt các vật phẩm cũng như là đồ thờ cúng thì đều là những yếu tố sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận cũng như là cái vận may của gia chủ. Mỗi một món đồ thờ cúng thì khi đặt lên bàn thờ đều mang những cái ý nghĩa riêng và nó cũng sẽ có những cái quy tắc sắp xếp cái đồ thờ cúng ấy cũng khác nhau. Vì vậy, đòi hỏi gia chủ cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tiến hành sắp xếp cái đồ thờ cúng trên bàn thờ. Bình hoa trên bàn thờ cũng đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, là một trong những cái vật phẩm thờ cúng không thể thiếu của mỗi gia chủ, giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời. Vì vậy, khi đặt cái bình hoa trên bàn thờ gia tiên, quý vị cũng cần phải nên lưu ý cái bài trí sao cho đúng với cái phong tục, đúng với cái phong thủy và phù hợp, đẹp nhất, hợp với cái nguyên tắc thờ cúng. Cái lọ hoa trên bàn thờ hay còn được gọi là lọ lộc bình, nhưng kích thước nhỏ hơn. Cái việc đặt lọ lộc bình ở bàn thờ ấy, ở hai bên bàn thờ sẽ tạo ra cái sự uy nghiêm và trang trọng cho cái không gian thờ cúng trong gia đình. Cái lọ hoa dùng để dâng hoa lên tổ tiên tạo ra cái sự thanh mát và thể hiện cái lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên, đối với các bậc thần linh, với cái ý nghĩa là dâng lên những cái điều tốt đẹp nhất cho ông bà, cho tổ tiên. Bên cạnh đó, cái việc đặt lọ hoa trên bàn thờ không chỉ giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời mà còn giúp cho gia chủ tạo được ra cái không gian thờ cúng nó sạch sẽ hơn và tôn lên cái nét uy quyền hơn. Do đó, cái phong tục đặt lọ hoa trên bàn thờ sẽ đem lại cho gia chủ nhiều cái may mắn, nhiều cái phước lành và cái sự thịnh vượng từ tài lộc đến gia đạo trong cuộc sống. Hơn nữa, cái hương thơm của hoa ấy cũng sẽ giúp cho gia chủ mang lại cái mùi hương dễ chịu, tươi mới và tràn đầy cái sức sống cho cái không gian thờ cúng của gia đình. Vì vậy, mỗi khi mà đến ngày lễ hay ngày rằm, ngày mùng 1, cái việc đặt lọ hoa lên bàn thờ là cái việc làm không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tùy theo mỗi gia đình mà gia chủ có thể chọn hoa tươi để cắm vào bình hoặc là
dùng các loại hoa sen đồng biểu thị cho cái vẻ đẹp trường tồn, mãi mãi bền lâu. Thứ hai là lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào thì mới là đúng. Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào là cái câu hỏi được rất nhiều người, rất đông đảo mọi người quan tâm. Tùy theo cái số lượng của lọ hoa mà đặt trên bàn thờ nên là sẽ có những cái cách sắp xếp nó phải phù hợp. Thứ nhất là một lọ hoa mà người ta gọi là gì? Độc bình. Theo tìm hiểu về kiến thức tâm linh của người Việt ấy, ông cha ta từ xưa đến nay đã truyền dạy lọ hoa trên bàn thờ cần phải tuân theo nguyên tắc không thể đảo lộn được. Nếu bàn thờ chỉ đặt một lọ hoa thì cần phải tuân theo nguyên tắc là gì? Đông bình tây quả. Tức là ở cái bình hoa ấy, đặt ở phía đông, đúng không ạ? Cái hoa quả thì đặt ở phía tây. Đây là cái nguyên tắc bài trí hoa quả, cái lọ hoa trên bàn thờ đã có từ xưa mà ông cha ta đã truyền dạy về cái việc là phụng kính tổ tiên cho nó phù hợp. Ngõ hồ con cháu sau này là cái điểm tựa để gì? Hồi cố ông bà tổ tiên. Nguyên tắc này bắt nguồn từ quy luật của tự nhiên. Mặt trời thì mọc ở đằng đông và lặn đằng tây. Cây cối phải đơm hoa rồi mới gì? Mới cho trái ngọt. Chính vì vậy khi mà bài trí cái đồ thờ cúng thì cái loại hoa luôn đặt ở hướng đông, còn mâm ngũ quả thì đặt ở phía tây. Như vậy thì mới đúng theo quy tắc và theo đúng cái luật của trời đất. Cách xác định trái phải trên bàn thờ theo cái hướng đông tây như sau. Từ trong bàn thờ mà mình nhìn ra ngoài ấy, đúng không? Tức là bên trái của ông bà, đúng không? Là phía đông, đúng không? Dùng theo từ Hán dùng theo từ Hán Việt là phía đông, đúng không? Vậy thì đối xứng là bên tả là bên hữu, tức là phía gì? Phía tây. Đây là cái quan niệm chung từ trước đến nay. Nếu mà bàn thờ gia tiên ấy được bài trí hướng ra cửa chính là hướng nam, thì phía bên tay trái của bàn thờ là hướng đông, phía bên tay phải là hướng tây. Như vậy bài trí lọ hoa bên trái theo hướng đông để khi có gió đông về ấy, thì hoặc là gió đông nam thổi vào thì hương hoa sẽ lan tỏa khắp cái không gian thờ cúng. Đặt đĩa hoa quả bên hướng tây để vừa tiện cho việc dọn dẹp cái việc trưng bày mâm ngũ quả, vừa tiện cho gì? Cho ông bà dùng. Hướng đông đặt lọ hoa thì tượng trưng cho gì? Mùa xuân đơm hoa kết trái. Ở hướng tây tượng trưng cho mùa thu, đúng không? Thu liễm là nơi kết trái, mong muốn cho gia đình có thêm tài lộc, con cháu thì thịnh vượng, thành đạt và sung túc. Thứ hai là gì? Nếu mà chúng ta có hai bình hoa, nếu bàn thờ gia tiên mà có hai lọ hoa thì gia chủ có thể sắp xếp ở hai bên đối xứng với nhau và đặt mâm bồng mâm ngũ quả giữa, hoặc là gì, ở phía trước của bát hương. Như vậy thì cũng không làm mất đi cái ý nghĩa tâm linh mà còn tạo nên cái sự cân đối và thanh thoát cho bàn thờ. Tùy theo kích cỡ của bàn thờ và cũng tùy từng nhà, cái phong tục tập quán và cái tùy theo cái việc tâm linh mà gia chủ gì bày lọ hoa to nhỏ nhiều ít. Quan trọng là gì? Phải đúng với quy luật, đúng với phong tục và phải phù hợp với cái bàn thờ, và nó phải đẹp, phải bắt mắt. Ba là cái sơ đồ bố trí lọ hoa trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Cái bộ đồ thờ cúng ấy thường có gì? Bát hương này, có mâm bồng, lọ hoa, bộ ngũ sự như đỉnh đồng này, hạt này, chân nến này, hoặc là bộ tam sự như là chén, ngai, hoặc là hoành phi câu đối, vân vân. Cái vị trí đặt lọ hoa trên bàn thờ đúng và chuẩn cũng sẽ thể hiện được như sau. Với bàn thờ đặt một lọ hoa, còn nếu mà bàn thờ gia tiên có diện tích mà lớn ấy, thì có thể đặt hai lọ hoa ở hai bên để cho cân đối. Đến rằm mùng 1 thì hay là những ngày mà có chuyện thờ cúng, ngày dỗ chạp thì nên cắm hoa tươi để dâng lên ông bà, dâng lên thần Phật. 4 là vị trí đặt lọ hoa và một số cần lưu ý khi mà chúng ta tiến hành thờ cúng. Bên cạnh cái việc là biết lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ
thì gia chủ cũng cần phải biết những cái điều lưu ý sau. Thứ nhất là lọ hoa đặt trên bàn thờ không thể thiếu cùng các phụ kiện như là bát hương, đỉnh đồng sẽ tăng thêm cái sự linh thiêng, cái sự trang trọng cho không gian thờ cúng. Nếu bàn thờ treo nhỏ thì chỉ nên dùng một lọ hoa để ống hương ở bên đối diện, đúng không? Còn nếu bàn thờ hoặc là có tủ thờ rộng thì có thể dùng lọ hoa bằng đồng lớn hơn, trang trí nhiều hơn với những nguyên tắc là đối xứng và cân bằng nhau. Ở ngoài ra, khi gia chủ mà chọn lọ hoa, không chỉ cân nhắc đến cái vấn đề về đẹp mắt mà còn phải chú ý, chú trọng đến cái sự vững chãi, cái sự an toàn và cái chất lượng. Đồng thời cũng phải bày biện sao cho nó cân xứng với cái bàn thờ thì mới không bị lệch lạc, mới đảm bảo được cái giá trị tâm linh. Thưa quý vị, như vậy tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về nguyên tắc đặt lọ hoa thế nào cho đúng. Hy vọng qua video vừa rồi sẽ giúp cho quý vị trả lời được cái câu hỏi lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ là đúng. Và qua những kiến thức này thì hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều cái kiến thức bổ ích về vị trí đặt bình hoa cũng như là cái việc thờ cúng, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ, giúp cho việc thờ cúng tổ tiên được viên mãn và thành tựu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh Đạo Sĩ Tử Thông để luôn cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.